Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn cách các bạn cách claim airdrop nhận được 1.000 đồng token Trading Crow Coin. Một số thông tin về đồng token này: số tục cung phát hành 10 tỷ nhé. Đã có 7.210 tài khoản holder và đã phát sinh 29.843 lượt giao dịch. Rồi, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim airdrop.net cho mình. Link truy cập website được mình để ở phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn sao chép quan trắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy quan trắc nhanh ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví chút wallet của các bạn nhé. Bạn thêm địa chỉ token nằm vào ví cho mình nhé. Ký hiệu TGC số tập phân 8. Nhấp tiếp theo, tiếp thêm token. Rồi, sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claimadrop.net. Nhấp vào bước 2, truy cập vào link website chính và nhận token nhé. Rồi, đây là giao diện của website. Thì chương trình Airdrop nó sẽ kết thúc vào 40 ngày nữa nha các bạn. Một cái đồng trading Crow Coin này nó sẽ tương ứng, sau khi limit lên trên sàn nó sẽ tương ứng với lại 0.00012 USD. Rồi, các bạn mua thì các bạn vào nhấp vào đây nha. Nhưng thấp nhất là 0.01 BLB. Còn các bạn claim thì các bạn nhấp vào phần này. Claim Airdrop đây, yêu cầu 1.000 trading Crow Coin. Đây yêu cầu kết nối với ví. Thì các bạn nhấp tiếp theo và kết nối. Phí gas của nó là 0.000553 BLB nha. Các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi, sau đây đang được xử lý đây. Thì các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website claimadrop.net nha, để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất được update lên trên web hàng ngày. Còn nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch ba lần, bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh và hưởng 20% phí giao dịch trọn đời nhé. Và nhiều tài khoản giao dịch và nhiều sàn giao dịch khác các bạn có thể đăng ký tại đây. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 10.000 đồng token token trading Crow Coin. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.